Chào mừng bạn đến công ty GNWeb. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông, GNWeb với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. GNWeb xin cảm ơn. Tử vi cung Market năm 2023 về sự nghiệp, tài chính, tình cảm. Dự đoán tử vi năm 2023 của cung Market tiết lộ rằng bạn sẽ đạt được thành công lớn trong năm nay bằng cách chấp nhận rủi ro và cơ hội. Đừng ngồi xem, thay vào đó, hãy ra khỏi đó và bắt đầu thực hiện công việc. Những điều tuyệt vời sẽ hiển hiện trong cuộc sống của bạn nếu bạn biết trân trọng những nguồn lực và khả năng tuyệt vời mà bạn có theo ý mình. Có một thái độ tích cực trong cuộc sống sẽ giúp bạn đạt được tiềm năng cao nhất của mình. 1. Dự đoán tình yêu năm 2023 của Market. Năm 2023 sẽ chứng kiến bạn vun đắp cho cuộc hôn nhân hoặc các mối quan hệ của mình, làm những điều tốt cho cả bạn và đối tác của bạn. Ngoài ra, đừng nghe những người thứ ba nói những điều tiêu cực về đời sống tình cảm của bạn. Đặt ra ranh giới rõ ràng để tránh xa những người ghen tị. Sự bình yên và hòa hợp sẽ chiếm ưu thế trong đời sống tình cảm của bạn bởi vì bạn làm những điều đúng đắn. Người độc thân cuối cùng sẽ bắt đầu hẹn hò trở lại. Đã một thời gian kể từ khi bạn đặt mình ra ngoài đó, bạn cảm thấy sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu và cho nó thêm một lần nữa. Các ngôi sao được sắp xếp theo hướng có lợi cho bạn, do đó, mọi thứ sẽ diễn ra tốt hơn có lợi cho bạn. 2. Triển vọng nghề nghiệp của Market cho năm 2023. Bạn sẽ tận hưởng những mối quan hệ vui vẻ và ý nghĩa với đồng nghiệp và chính quyền khi năm mới bắt đầu. Bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng của mình vì bạn biết rằng mình sẽ được lắng nghe. Chiêm tinh nghề nghiệp 2023 cho Market dự đoán một năm hạnh phúc tại nơi làm việc. Những người thuộc cung hoàng đạo Market vẫn đang tìm hiểu xem sự nghiệp đi theo mình sẽ gặp nhiều khó khăn vì họ không có người phù hợp để định hướng cho mình. Bạn phải tìm ra điều gì tốt cho mình. Hãy theo đuổi một nghề nghiệp sẽ nâng tầm cuộc sống của bạn và mang lại nhiều cơ hội việc làm theo cách của bạn. 3. Dự báo về tài chính năm 2023 của Market. Dòng tiền sẽ rất lớn. Sự ổn định về tài chính sẽ cho phép bạn giải quyết các nhu cầu, mong muốn và các khoản nợ của mình. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận để không chi tiêu quá mức. Việc chi tiêu quá mức có thể khiến bạn trở về con số không mà không có khoản tiết kiệm và tài sản có ý nghĩa nào để hiển thị cho cùng một thứ. Cũng có khả năng cao là một số người Market sẽ nhận được tiền từ tài sản thừa kế. 4. Những dự đoán về gia đình của Market năm 2023. Dựa trên dự báo tử vi năm 2023 của Market, bạn sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình sẽ mãi mãi sống trong trái tim bạn. Tạo ra những kỷ niệm với những người thân yêu của bạn sẽ giúp bạn tiếp tục trong cuộc sống. Luôn tìm cách giải quyết các tranh chấp nảy sinh trước khi mọi việc vượt quá tầm tay. Trẻ em trong gia đình bạn sẽ cần sự hướng dẫn của người lớn trong gia đình. Hãy là người mà họ có thể tin tưởng để dẫn dắt họ đi đúng hướng. 5. Tử vi sức khỏe cho Market. Bạn sẽ được hưởng một sức khỏe tốt cho phần tốt hơn của năm. Tuy nhiên, có một số điều mà bạn cần phải làm để theo kịp, đảm bảo rằng bạn tuân thủ kế hoạch ăn kiêng của mình, uống nhiều nước, ngủ đủ giấc và tập thể dục mỗi ngày. Khi có các triệu chứng sức khỏe khiến bạn sợ hãi, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho dù chúng có nhỏ đến đâu. 6. Những thay đổi trong cuộc sống xã hội của Market. Mối quan hệ bạn có với bạn bè thật ấn tượng. Luôn nuôi dưỡng tình bạn trong cuộc sống và đánh giá cao tác động tích cực mà họ để lại cho bạn. Ngoài ra, năm nay bạn sẽ thấy bạn phải phục vụ người khác vì bạn không thích nhìn thấy mọi người đau khổ. 7. Dự báo hàng năm về ngày sinh của Market vào năm 2023. Dự đoán tử vi cho năm 2023 tiết lộ rằng những thay đổi lớn sẽ sớm đến với cuộc sống của bạn. Để cuộc sống của bạn được cải thiện, bạn cần phải đón nhận những thay đổi này. Đừng sợ làm những điều khác biệt. Khác biệt là tốt vì nó cho phép bạn học những điều mới và cách tốt nhất để áp dụng các kỹ năng mới trong cuộc sống của bạn. Năm nay sẽ chứng kiến bạn đưa ra những quyết định sáng suốt sẽ thay đổi cuộc đời bạn, bắt đầu xây dựng những nền tảng vững chắc cho tương lai của bạn. Không còn thời gian để lãng phí vào những việc không cần thiết. Tập trung vào những điều quan trọng đối với bạn và cuộc sống của bạn và bắt đầu theo đuổi chúng. Hãy nhớ đừng bốc đồng trong cách tiếp cận những điều quan trọng trong cuộc sống của bạn. 8. Tử vi hàng tháng năm 2023 của Market. Sau tháng 1 năm 2023, bạn sẽ tận hưởng một cuộc sống gia đình hạnh phúc vì những người thân yêu của bạn đang có những mối quan hệ tốt.
6 tháng 2 năm 2023, tình yêu và sự lãng mạn sẽ hanh thông trong cả tháng. Bạn sẽ tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời với người bạn đời của mình, luôn tìm cách để tạo nên những kỷ niệm lâu dài với người mình yêu. Sau tháng 3 năm 2023, đã đến lúc bạn cần có những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Hãy chú ý không đi theo một lối mòn trong cuộc sống sẽ dẫn đến sự sụp đổ của bạn. Sau tháng 4 năm 2023, có rất nhiều cơ hội trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn chỉ cần đồng hành với những cơ hội có thể giúp bạn phát huy hết tiềm năng của mình. Sau tháng 5 năm 2023, làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng bạn đạt được mong muốn của trái tim mình. Sự lười biếng không nên là một phần trong cuộc sống của bạn. Sau tháng 6 năm 2023, sự chần chừ là kẻ thù của sự tiến bộ. Đảm bảo rằng bạn sử dụng thời gian của mình tốt, làm những điều phù hợp vào đúng thời điểm và thử thách bản thân vượt qua giới hạn của bạn. Sau tháng 7 năm 2023, tiếp tục từ quá khứ. Đừng để quá khứ định nghĩa cuộc đời bạn. Sau tháng 8 năm 2023, tương lai có vẻ tươi sáng. Do đó, hãy tiếp tục con đường bạn đang đi và bạn sẽ làm nên điều gì đó tuyệt vời cho cuộc đời mình. Sau tháng 9 năm 2023, hãy lắng nghe bản năng của bạn và làm theo những gì họ nói với bạn. Bạn sẽ không bao giờ sai lầm với cảm giác ruột của mình, bất kể ý kiến phổ biến. Sau tháng 10 năm 2023, bạn nên cảnh giác với sức khỏe của mình. Bất kỳ bước đi sai nào và bạn sẽ gây nguy hiểm cho phúc lợi chung của mình. Sau tháng 11 năm 2023, bạn sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh của mình bởi vì mọi thứ đang diễn ra tuyệt vời và bạn đang nhận được nhiều lợi nhuận hơn những gì bạn dự đoán. Sau tháng 12 năm 2023, khi thỏa thuận quá ngọt ngào, hãy suy nghĩ kỹ. Đừng tham gia vào bất kỳ khoản đầu tư mang tính đầu cơ nào mà bạn không chắc chắn về nó trong giai đoạn sao thủy nghịch hành năm 2023. 9. Kết luận. Dựa trên những dự đoán về tử vi năm 2023 của Market, bạn nên duy trì thực tế với các mục tiêu, kế hoạch và tham vọng của mình. Đừng làm quá bất cứ điều gì. Hãy sống một cuộc sống mà bạn cảm thấy thoải mái mà không cần phải gây ấn tượng với mọi người bằng một cuộc sống giả tạo. Hãy trung thực với bản thân mọi lúc. Hãy trở nên độc đáo và làm những gì khiến bạn nổi bật hơn tất cả những người khác. Khó khăn sẽ luôn ở đó, nhưng bạn vẫn nên mạnh mẽ và lạc quan. Những ngày tốt đẹp hơn đang đến. Hãy cho bản thân một cơ hội để phát triển. Sử dụng các phước lành theo ý của bạn để tác động đến xã hội một cách tích cực. Hãy làm điều tốt mà không nhất thiết phải đợi ai đó yêu cầu bạn giúp đỡ. Năm nay bạn sẽ sống cuộc sống tốt nhất của mình nếu bạn cho phép mình. Duy Anh Web cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi ra video. Xin cảm ơn. Chào mừng bạn đến công ty Duy Anh Web. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông? Duy Anh Web với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hùng hậu, thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp ba miền Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. Duy Anh Web xin cảm ơn.